Đây các bạn nhá, hôm nay là mình đang có mặt ở một chuồng nuôi ong, ong bò vé, ong của bọn em sao trong này. Đấy, hôm nay thì mình video này là thật sự là mình cũng rất là sợ khi vào chuồng ong này, sợ nó đốt. Nhưng mà nghe em sao nói là anh cứ vào thoải mái, không sợ đốt đâu. Thì hôm nay mình sẽ liều mình, hãy liều mình nhá, đi vào trong chuồng em đang, đây em sao trong kia, em đang chăn ong. Bây giờ mình sẽ vào để cho các bạn xem là chuồng nuôi ong của em sao, nuôi ong gì và em chăn con ong bằng cái thức ăn gì các bạn nhá. Đấy, đang chăn ong ở sao ơi. Đấy các bạn ơi, anh vào có sợ ong đốt không em ơi? Anh thấy nó bay đây rất là nhiều, anh vào anh chỉ sợ nó đốt được cái là hơi ở đấy. Đây này, ui ôi, nhà em nuôi trong này nhiều ong đấy nhở. Đây đây các bạn nhá, đây đây. Đấy, bây giờ mình đi vào trong chuồng của em. Đấy, hơi tối một tí nhé các bạn thông cảm nhá. Đấy, tất cả những ong này đều là một tổ riêng em nhở? Mỗi một lồng là một tổ riêng. Đấy, hiện tại là trong này em có, anh thấy tính anh em khoảng đến hàng trăm lồng, trăm tổ em nhở? Trăm tổ. Ui các bạn, đây đây, mình đi từ từ vào cho mình thấy nó bay vu vi vu nhiều lắm. Đây con ong. À, đây này em đang cho ong ăn à? Đấy xem nào. Đấy các bạn ơi. Đây đây đây. Em đang cho nó ăn con gì đây? Ô, ăn ong mật anh ạ. Ăn ong mật á? Vâng. Hay nhỉ? Nó con cái ong này nó thường hay ăn con ong mật này để như là con ong to ăn con lớn ấy, kiểu như vậy. Hóa ra là ong lại ăn ong. Đúng rồi, ong. Ừ. Đây là ong mật. Còn em đang nuôi, hiện tại đang nuôi ấy, là ong vỏ vé chứ không phải là loại ong mật đâu nhé. Em đang nuôi là ong vỏ vé chứ không phải ong mật. Có nghĩa là những hộp này đều là ong vỏ vé để mình lấy nhộng này phải không em? Đúng rồi, nói chung là ong vỏ vé nhưng mà đang gọi là ong, nói chung chung gọi là ong vỏ vé đấy. Ong vỏ vé. Lấy nhộng đúng không? Đúng rồi. Gọi là ong lấy nhộng chứ ong lấy mật, không phải ong lấy mật. Còn ong mật này là mình lại chăn những con ong lấy nhộng. Đúng rồi. Đấy các bạn nhá, thì hôm nay mình đến đây mình thật sự là mình cũng không biết về nghề ong. Đến cái lồng nuôi ong của em thì mới biết là hôm nay em lấy ong mật về chăn ong lấy nhộng. Đấy. Đây các bạn này, mình thấy ở đây có một con ong. Đây. Con ong ở đây. Phải đây là ong lấy nhộng rồi phải không em? Đúng rồi. Con chúa đây, con chúa rồi em. Vâng, nó là con chúa. À con chúa. Con chúa thì nó mới xây tổ, còn thợ thì nó sau này nó mới ra thợ được. Con cọc nó phải, mình phải hiểu nôm na là nó phải có chúa thì sau này nó mới đẻ ra thợ. Thợ thì nó mới chăm được tổ đấy. Đầu tiên là nó chỉ có một con thôi, còn con như này nó sau này nó làm tổ xong xây ra tổ, xong rồi nó con chúa này nó chăm tổ, xong rồi đến lúc là nó ra thợ. Thợ lại bắt đầu hộ chúa chăm. Lại bắt đầu dần dần to, nó kiểu như xây lại, nó xây dựng một như một vương quốc vậy. Xong rồi nó rất là to, tổ nó rất là to. Như đối với ong, loại ong này. Này thì ở chỗ mình không có đâu. Không có à? Hầu như là ở đông ở bên Lạng Sơn mình này không có luôn đấy. Không có ong này. Em nhập ong này tận đâu? Em lấy từ trên bên trên Lào Cai Yên Bái phải cơ. Lào Cai Yên Bái ấy. Phải dùng cái kim để chọc này. Đấy, mỗi một con ong này thì hàng ngày nó ăn tầm bao nhiêu ấy các em? Nó cũng phụ thuộc vào, nếu mà chưa làm tổ thì nó ăn 2-3 con, nhưng mà nếu mà nó làm tổ rồi nó cũng có thể ăn đến số lượng khoảng mười mấy, 20 con đó, tùy vào nhộng nữa. 10-20 con ong mật một ngày. Cả anh thấy em bikini nó cả cao cao mà nhỉ? Cao cao nó để chăn ong phải không em? Đúng rồi, cao cao là em để những cái tổ ví dụ to nó là nó thích ăn cao cao là nó. Đây này, đây là rác rồi anh ạ. Rác phân nó đúng không? Phân hay rác? rác phải mà em kiểu như là có những thức ăn thừa ấy, em để đổ vào ấy để nó tránh phòng những con này. Bây giờ nó xây tổ trong này to chưa em? Cũng bình thường rồi. Đây, anh thử chờ đấy này để các bạn, để bây giờ mình xem con ong nó xây tổ ở trong như nào, được như nào các bạn nhé. Đâu anh xem nào. Ui hơi tối tí nào, hơi tối. Đây các bạn này. Đấy, con ong nó xây tổ, con này có hình như có một chúa rồi phải không? Đúng rồi. Chưa có thợ à? Có thợ đấy, thợ đang ngoài hộp ấy. Thợ đang ngoài hộp. Nó nở rồi, những cái lỗ kia là nó nở đấy. Đang ngoài ở bên ngoài này. Những con nhộng này các bạn nhá. Hơi tối đi các bạn này. Đây này, sát thật tí này. Đấy. Đấy các bạn thấy không? Như con này cũng sắp nở đó, con ở dưới cái sắp nở.
Thế bình quân này một tổ này mà sau này nó mà xây to lên thì nó cái tổ này có đủ đủ để nó xây không em? Hay là mình phải tách nó ra chỗ khác? Em phải mang ra nó kiểu như mang ra ngoài tự nhiên. À phải mang ra ngoài tự nhiên. Sau nở được nhiều quân thì em phải mang ra ngoài tự nhiên. À được rồi, em cho vào đi. Có nghĩa là nó nở nhiều quân mình phải mang ra ngoài tự nhiên để cho nó làm tổ nó bình quân một cái tổ nó to. Ấy nó ăn này. Được, xem nó ăn này. Đấy. Đấy đây đây, nó ăn con ông mật. Ông mật các bạn nhé. Ông mật. Ừ. Đây như hai con này mới ra đang ăn này. Đây đấy. Đấy, cắn. Ừ, rất là hay. Ăn rồi. Đấy. Đấy. Hiện tại là trong trong đây là tổ nào cũng làm hết rồi nhỉ, thành tổ hết rồi nhỉ. Đúng rồi. Ừ. Trước đây là em mua một con giống này là bao nhiêu tiền một con giống em? Nó rơi khoảng 200 nghìn một con này. Hơn 100 nghìn một con giống. À. Đây là con ong thợ này, rất là bé đây. Ong thợ. Em nó ăn nhé. Đây nó ăn. Đây anh có thể đặt camera ở cạnh này để xem cận cảnh này. Cảnh nó ăn đúng. Đấy. Thấy rồi, nó cho mọi người đang ăn. Nó đang cắm cái này. Cái giá trị của con ong lấy nhộng này nó cao hơn hay là ong mật cao hơn giá trị? Đương nhiên là con ăn con nhộng lấy nhộng này nó cao hơn rất là nhiều con ong mật chứ. Như là một lít mật thì nó chỉ rơi vào khoảng 200 nghìn thôi. Nhưng mà con ong nhộng này một cân nó rơi vào 200 nghìn. Mà một tổ của nó sẽ được rất là nhiều nhộng, nó không phải như con ong mật. Mà đầu ra con ong mật thì nó... Dễ hơn à? Đầu ra con ong mật thì nó khó hơn con máy này. À, khó hơn này. Đấy. Đây các bạn này. Hiện tại là ở trong này mình đếm sơ sơ khoảng mấy chục, nó hàng trăm lồng ấy nhỉ. Hai bên mà đúng không? Đấy. Bên này. Đấy. Ở trong này thì em che cái này nó tối tối để che nắng ấy. Che nắng cho nó nhỉ. Che nắng che mưa. Ây da, các bạn ạ, mình vừa mới vào bên trong này để xem em sao em mới chăn ong. Đấy. Rất là hay các bạn nhé. Đấy. Nhà em thế, một số lồng em tách ra em cho ra ngoài này có lồng nào chưa? Chưa có lồng nào đâu phải không? Có một lồng tách rồi đúng không? Đấy. Hôm nay đây bên này là em nuôi cào cào ấy. Cái này là em nuôi cào cào để chăn ong. Ôi, nóng quá, mình ra ngoài. Đấy, hôm nay vào trong này cho các bạn xem em sao em lấy nuôi ong nhộng. Đấy, video này mình dừng tại đây. Đấy, còn một số video tiếp theo để em chia sẻ cách nuôi ong như nào thì video tiếp theo mình tiếp tục chia sẻ cho anh em nhé.